những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ xa lìa ánh đèn, có anh đưa em về bên. Hey, bài hát buồn quá. Ca sĩ nào vậy anh? Đâu phải ca sĩ, người quen đó. Vẫn chơi. Giỡn gì? Thiệt á. Giọng hát mượt mà quá. Anh, tên gì vậy? Trời ơi, nghiệp dư mà tên tuổi gì. Anh có thể giới thiệu cô ca sĩ vô danh này cho tôi được không? Hả? Chi vậy? Hỏi làm chi? Làm quen không được sao? Tự dưng tôi lại có cảm tình với âm thanh này ghê vậy đó. Sao? Được không? Trời đất ơi, mới chỉ nghe giọng hát mà muốn làm quen ngang xương vậy sao? Giọng hát như vậy là quá tuyệt vời. Chắc chắn là nàng rất dễ thương. Tôi chỉ nghe giọng trầm bông du dương, lòng tôi bỗng xào xuyến lạ thường. Mà anh nhân nè, chắc là nàng xinh đẹp, anh cũng làm ơn hãy giùm giới thiệu. Giới thiệu à? Ừ. Cô ấy thật là đáng yêu và sống rất lãng mạn vô cùng. Nhưng mà hiện giờ nàng ở đâu, làm ơn cho tôi biết. Hỏi chi quá vội vàng, tôi thấy chưa cần thiết. Sao vậy? À, hay nàng đã có tình yêu từ trước nên anh ngại giới thiệu cho tôi. Nhưng tôi nhớ là Duy đã có người yêu. Tan vỡ hết rồi. Ủa, sao vậy? Tại tôi. Tại Duy? Sao tại Duy? Bởi vì lúc đầu tôi đặt nhiều hy vọng vào nàng. Nhưng sau này thì sau này thì mộng lòng tan vỡ phải không? Đúng rồi. Số của tôi không biết làm sao nữa, gặp ai cũng thấy không vừa ý hết á. Bây giờ chuyện này ra sao? Biết đâu lại thêm một lần nữa không vừa ý thì sao? Tại sao anh không tin tôi? Tin nó thì tin, nhưng cũng ngại. Tôi chỉ sợ cô ấy quá nhạy cảm, quá đặt niềm tin rồi anh làm khổ người ta. Chưa gì mà anh đặt thất bại cho tôi. Phải nghĩ tường tận để sao khỏi hờn giận. À, hay là anh cho xuống nhà để tôi tìm hiểu với nàng. Đâu có được, cô ấy khó lắm, không khi nào chấp nhận làm quen với một người lạ đâu. Sao cách gì anh cũng từ chối hết trơn vậy? Không chấp nhận làm quen với người lạ, nhưng mà có anh giới thiệu thì quen chứ gì. Thôi được rồi, nếu đã quyết định như vậy á, Duy viết thơ đi, tôi sẽ đưa giùm cho. Được hay không á còn tùy à nghe. Viết thơ hả? Biết viết gì bây giờ? Khó quá. Trời ơi, thôi đi cha, đã viết hàng trăm lá thư tình mà có một lá thơ làm quen thôi, nói khó là khó làm sao. Cười gì? Thơ tình là biết nhau mới viết, gọi là thơ công khai. Còn cái này bí mật như vậy mới khó đó chứ. Chỉ nghe người ta qua giọng hát mà bảo viết thơ để tỏ tình. Thiệt, anh biết cách đài đọa người tôi. Thì lâu lâu mới có dịp cho Duy nếm mùi, chứ để Duy cát người ta rồi Duy kiêu ngạo. Viết một lượt á hả, hai ba bức thơ tình, giả mạo chữ ký cô này cô nọ để gạt bạn mình. Tới quán này chờ, quán kia đợi cho chết da mẹ. Thôi mà, lần đầu anh giúp tôi cho được việc, tôi hứa về sau không bao giờ gạt bạn bè.
tôi cam đoan cô ấy á là một người tuyệt vời. Đây nè, tôi viết thơ liền nè, để nhờ cậy anh đây nè. Ủa, nói vậy là làm liền hả? Ừ. Thôi từ từ đi, bây giờ mình nhậu một cái đã. Trời, cười nhậu cái gì? Anh làm tôi bồn chồn quá. Viết xong đi rồi nhậu sao? Biết đâu tôi gầy dựng duyên nợ thì sao? Ờ mà quên, cô ấy tên gì vậy anh? Tên hả? Ừ. Quỳnh Châu. Quỳnh Châu. Chà, tên đẹp quá. Nè. Hả? Anh nghe tôi viết cái đầu đề này này nè, coi được không nghe? Viết đi. Cô Quỳnh Châu thân mến. Được không? Được rồi. Rồi, viết tiếp nha. Mạnh Dân ơi, khi không cái tự nhiên tôi thấy lòng mình nó xao động như là cái tuổi mà tôi mới bắt đầu yêu vậy đó. Trời ơi, tôi thấy lửa tình của Duy bắt đầu rực cháy rồi đó. Còn mấy đống than ngầm á, Duy đừng khơi dậy nó nghe. Nó mà dậy á là nó quậy Duy đó. Xong. Đây, tôi viết vậy nè, anh xem coi có được không? Đâu được coi. Trời, hay à. Duy có khiếu gì văn thơ đó. Tôi đọc còn thấy xúc động, đừng nói đến cô ta. Chừng nào anh đưa thơ này cho Quỳnh Châu? Phải chờ cơ hội đã. Vì thời gian chờ đợi là lớp men kích thích cho tình cảm nảy sinh mà. Trời ơi, anh làm tôi hồi hộp quá. Hồi hộp cái gì? Đã trải qua bao nhiêu cuộc tình rồi mà còn hồi hộp gì nữa cha nội. Nhiều quá thì nhiều đó, nhưng đâu có giống nhau. Lần này hoàn toàn bí mật, tôi phải chờ đến bao lâu? Ê, tôi chưa biết bao lâu rồi nha. Tôi phải làm sao trong thời gian tôi phải chờ đợi? Thì cứ việc ăn ngủ tỉnh bơ, chừng nào tới thì sẽ hay ha. Vậy trong thời gian này anh cho tôi mượn cuốn băng đi nha. Chi vậy? Để đem về nhà nghe cho đỡ hồi hộp băn khoăn. Được. Duy cứ cầm đi, về ôm nó ngủ cũng được. Để mơ màng chim bao thế nào cũng gặp được nhau. Đúng rồi. Thôi tôi về nghe. Biết đâu nhờ cái vụ này mà tôi đổi tánh. Quỳnh Châu ơi, Quỳnh Châu, em phải giúp anh quên hết mấy nàng trước kia nghe. Em phải giúp cho anh quên hết Thảo Lan Chi, Quanh Dân, Liên Hằng Trinh. Quên hết luôn đi nghe. Châu, em hãy quyết định đi. Trả lời hay không thì tùy ý em. Nhưng anh bảo đảm Duy không phải là người xấu đâu. Quỳnh Châu, con nghĩ như thế nào? Có nên gặp mặt anh ta trước không con? Má, nếu anh Nhân đã phán đoán về anh ta như thế, con nghĩ có lẽ nên cần có một thời gian tìm hiểu đó má. Thôi, coi như mọi việc anh đã cho em biết hết rồi. Bây giờ ta chỉ hành động thôi. Em thấy khi nào cần trả lời với Duy? Để em suy nghĩ cái đã. Ừ, em cứ suy nghĩ đi. Không có gì phải vội. Thôi, anh về nghe. Con về nghe gì Năm. Mày về. Nếu mà con Quỳnh Châu á có chuyện gì thì mày sẽ biết tay tao đó nghe. Trời ơi, không có gì đâu mà dì phải sợ. Con về nghe gì. Anh về nha. Dạ. Thằng Nhân nó nói như vậy, con nghĩ sao con? Dạ, để con suy nghĩ và tìm hiểu ra làm sao. Chứ má biết đó, tới cái chuyện quan hệ xã hội mà con còn có mặc cảm đời con, thì chuyện anh Nhân bảo con viết thư trả lời cho người ta, coi như ảnh muốn bắt nhịp cầu tình cảm giữa con với anh Duy nào đó. Nên con sợ quá má. Chuyện này
Tùy con suy nghĩ, má thì thấy con cũng lớn rồi, nhưng má tội nghiệp cho con. Má, má đừng có buồn. Đâu phải sanh người nào ra cũng đẹp hết sao má? Phải có người dày nè, phải có người khác, phải có xấu rồi có đẹp. Mà con thì chẳng may, nên con chấp nhận bất hạnh thôi má. Do đó mà má tội nghiệp cho con. Đã lớn rồi mà chưa được yên nơi, đàn ông có sống cỡ nào cũng có vợ có con, mà con thì kém sắc hương. Con giống ba con nên kém phần xinh đẹp, má thương ba con là má thương tánh tình, xa thân không nghĩ đời mình. Đàn ông mà có dạng cái xấu cũng không sao, còn con gái tuổi phận biết bao. Vì thế mà con không muốn tiếp xúc với mọi người, dù rằng chỉ một cái vẫy tay chào. Chuyện anh nhân vừa nói qua con đây rất sợ, chuyện phụ vàng sẽ đến cho con. Có gì mơ hồ cho bằng tình yêu khi mà chưa thấy tận mắt, nên má sợ cho con là cô gái không có được phần nhan sắc, rồi sẽ bị phũ phàng khi người ta đối mặt với ân tình. Họ sẽ không vui khi trí tưởng tượng không phải như lòng mình, rồi chừng đó họ sẽ nhìn con với một cách khác. Họ sẽ nói rằng họ đã bị lầm lạc về con. Ít có người nói rằng nhan sắc không cần thiết với họ đâu, và cũng có ít người nói rằng lòng thủy chung là cao cả. Con ơi, 100 người mà xóa với tấm lòng của má, chắc họ sẽ chê ba con là người không đáng giá được làm chồng. Họ không đi sâu vào lòng người làm sao họ biết, chứ má hiểu chân tình má càng tha thiết yêu hơn. Đạo đức nhân từ là tâm nết của ba con, dù người tuy có xấu xí nhưng tâm hồn rất thanh cao. Dạ, con hiểu nhiều với những lời nói của má. Thôi má à, chuyện của anh nhân coi như bỏ qua đi má. Rồi đây con cũng phải có một tấm chồng, chứ không lẽ con ở như vậy hoài. Biết chừng nào má mới có cháu ngoại. Thì cứ để từ từ, để con tìm người cho tương xứng. Nghèo sao cũng được hết á, miễn họ có tấm lòng chân thật là được rồi. Chứ nhan sắc con như vậy, con sợ họ đẹp trai rồi họ bạc đãi con thì con khổ lắm má ơi. Thôi vào nghỉ đi con, còn chuyện của thần nhân á tùy con. Dạ má, cứ để từ từ nghe má. Có gì đó? Mở cửa đi, em có cái này hay lắm nè. Hay cái gì dẹp đi, tao đang mệt. Mệt thì thôi, mai mốt em đọc cho anh nghe cũng được. Khoan, cái gì mà đọc? Bộ thơ hả? Thơ. Nhưng mà thơ lạ nha. Thơ của bạn gái Lê Thị Quỳnh Châu,
Trời ơi, cái tên nghe đẹp thiệt nha. Khoan. Nè, em vừa nói gì hả? Em có nói gì đâu, anh đang mệt mà. Nhưng mà có thơ hết mệt rồi. Nè, em nói thơ mà thơ của ai vậy? Em nói là thơ của bạn gái. Con gái? Thơ con gái hả? Ừ. Là thơ của anh. Đưa đây. Coi, cái anh này nè. Anh này lạ ghê chưa? Biết của ai mà bảo em đưa? Mới rồi đây nè, anh thấy anh mệt lắm mà. Nhưng vừa nghe có thơ là anh đã hết. Đã qua tay quan rồi, đâu có dễ anh hai. Của ai? Anh phải thành thật khai mau. Ê, tao cấm mày đọc. Mày đọc là bị đòn nghe chưa? Mày mà đọc á là mày chết với tao à. Má ơi, anh Duy, anh bắt nạt con nè. Thơ của người nào mà anh đòi đánh con? Nè, lớn rồi nghe, không phải còn nhỏ đâu nha. Hở ra là đòi mét má. Thơ riêng của người ta mà đòi đọc, không biết mắc cỡ à. Đó, muốn đọc gì thì đọc đi. Kỳ ghê, thơ của người ta mà cũng giấu. Tao đọc đừng có dòm lén này nha. Xích ra đi. Anh Duy mến, mặc dầu lời lẽ trong thơ anh dễ sợ vô cùng, nhưng Quỳnh Châu hiểu được sự bực tức của anh do đâu mà có. Sợ dĩ mấy bức thơ vừa qua em im lặng là vì chúng ta phải suy nghĩ kỹ rồi mới gặp nhau. Mong anh đừng giận nhé, Quỳnh Châu. Đọc xong rồi phải không? Tất nhiên. Chắc có nhiều chuyện vui nên thấy anh hớn hở dữ ha. Đúng, không vui sao được. Cũng ngộ, con người ta có lúc vui, lúc buồn. Bởi vậy, anh vừa mới buồn, bây giờ lại vui. Cũng ngộ ghê á. Vậy ý mày nói tao bị bệnh tâm thần phải không? Không dám đâu. Thôi, đi ăn cơm anh hai, để má chờ. Không, bỗng nhiên hôm nay tao không thấy đói. Chắc anh mừng quá nên bị no hơi chứ gì. Thôi, tao phải đi công chuyện gấp. Một tiếng sau tao dậy liền. Ê, trời ơi, nắng chang chang mà đi đâu vậy trời? Đúng là địa chỉ nhà này rồi. Mình phải đứng chờ, phải đứng chờ để gặp mặt nàng mới được. Trời ơi, nếu như người đẹp mà tiếp mình thì đời mình sẽ ngưng tất cả các cuộc vui chơi trác tán. Có người mở cửa. Hả? Không lẽ Quỳnh Châu đây sao? Giải trời giải Phật cho bà này không phải là Quỳnh Châu. Giải trời giải Phật. Dạ xin lỗi, anh tìm ai vậy? Trời ơi, đúng là giọng nói của nàng rồi. Xin lỗi, anh tìm ai? Dạ không. Tôi vô tình đi ngang qua đây. Trời nóng quá nên tôi nghĩ mệt chút. Xin lỗi chào bà. Quên, dạ chào cô, tôi đi. Anh. Trời đất ơi, cái ông này lạ lùng à. Mình mới hỏi tìm ai, tự nhiên cái anh ta xin lỗi rồi chạy một cách hốt hoảng như vậy à. Trên ta thì cầm bó hoa mà lại liền bó hoa xuống đường. Hây. Trời ơi, đúng rồi, chắc chắn là Duy rồi. Trời ơi, những lời chân tình tha thiết trong thơ và những bức thư ngỏ lời đầy ước vọng mà bây giờ. Sao anh bỏ ra đi, em nào có tội tình gì?
Sao anh bỏ ra đi, em nào có lỗi lầm chi? Sao anh bỏ ra đi để em thương nhớ hoài ôm kỷ niệm? Buồn lệ mây mèo đường tình anh biết không? Sương khuya lạnh đôi vai đi về thui thủi một mình. Con tim em buồn thao thức cả đêm. Sao anh bỏ ra đi, bỏ quên em giữa dòng đời xuôi ngược. Giờ đây mất nhau rồi. Tình mồ kìa, Quỳnh Châu, sao con khóc vậy? Mà ha, mà ơi, con không muốn ở lại đây một phút một giây nào nữa hết mà. Mà tại sao con khóc? Có phải tại Duy không? Tại Duy, tại anh Nhân, hay là tại con? Mà ơi, con xin ma đừng hỏi nữa. Mà ơi, tất cả đều là giả dối hết mà. Bao nhiêu thư từ con đều tờ chối không hồi âm. Con lặng lẽ trong tâm mà thơ cứ đến con hoài. Nhiều lời tha thiết nỉ non nghe, làm sao con kèm nói được lòng. Đâu phải có một mà bao nhiêu người cũng như con. Còn nếu muốn đi, má con mình sẽ về quê ngoài, nơi ấy có biệt con thấy lòng thơ thới hơn, và con sẽ không mặc cảm với lòng vì nỗi buồn nhan sắc của con. Về ngoài chúng ta sẽ ở suốt đời nghe mẹ, vì ở nơi đây phải đẹp phải lòe loẹt bên ngoài. Con muốn ở đó bao lâu cũng tùy lòng, không còn sự bất an nào cho con đâu. Má, con sẽ theo má, dù là nơi đâu cũng được. Miễn đừng ở nơi này thôi má. Mình đi nghe má. Ừ, để má, để má gom đồ vô vali, rồi sáng mai má con mình đi về Nha Trang sớm nghe con. Dạ. Tại mày hết. Mày đã đặt quá nhiều cao vọng về nàng. Mày là một tên hèn nhát. Một tên hèn nhát. Nhưng trời ơi, tôi biết làm sao đây. Tất cả chỉ là ảo ảnh. Là ảo ảnh. Hết rồi, mọi thứ đều vụn tắt. Quỳnh Châu, Quỳnh Châu ơi, tha lỗi cho tôi. Tôi không hề cố ý. Tôi không hề cố ý. Anh hai, anh làm gì mà có vẻ chán đời quá vậy? Quỳnh Châu của anh hành tội anh phải không? Mày nói cái gì? Làm gì
Mày biết Quỳnh Châu à? Sao lại không? Em không hiểu nổi anh. Không biết Quỳnh Châu đẹp đẽ như thế nào, sắc nước phương trời gì mà anh khổ như thế. Nít, mày phải bước đi ra khỏi đây mau. Ở đây nói hoài mày coi chừng tao à. Mới có mấy ngày mà anh đã đổi thay, bệnh gì kỳ cục để em nói cho má hay. Khi vui, khi buồn, khi giận chắc tâm thần. Con quỷ, mày phải ra khỏi đây ngay. Má ơi, má. Gì vậy Diệu Thu? Má, sao anh hai ảnh kỳ cục quá à? Không phải bệnh mà cũng không biết sao nữa, kỳ lắm má. Rồi nó đâu rồi? Đó, ảnh ở ngoài lùm cây đó má. Má ơi, chắc ảnh bị ai nhập quá à. Anh hai con có thư từ gì với một cô gái phải không? Trời ơi, nhiều quá trời luôn à. Con có biết cô gái nào đâu. Diệu Thu, con muốn nói dối với má phải không? Chứ cái lá thư hôm trước, con giật của anh con là của ai vậy? Dạ, cái đó là của bạn anh Duy. Bạn gái phải không? Dạ. Dạ phải. Cô ấy tên gì? Dạ Quỳnh Châu. Tên đẹp quá hả má? Vậy mà sao con không nói tiếp? Con nói, má đừng la con nghe. Được rồi, chắc là con đã đi tìm người ta phải không? Con gây rắc rối cho anh con. Đâu có má, chủ yếu là con muốn đi tìm để biết mặt và tìm hiểu ra sao, chứ có làm gì đâu. Nhưng mà con không ngờ, cái tên thì quá đẹp mà cái mặt thì xấu, thiệt là xấu. Con mới nhìn qua tưởng không phải người ta. Dù sao con cũng đừng nên nói vậy. Xấu đẹp ra sao cũng có người vợ nhau. Con không nhớ cái nết đánh chết cái đẹp hay sao? Xấu bên ngoài nhưng người ta đẹp ở bên trong. Con có chút sắc đẹp, con đừng tự đại, tự mang kinh khi người ta như vậy. Đó là con tầm bậy. Má, con có chê gì chị ấy đâu má. Nhưng mà anh hai con chê rồi má ơi. Bộ thằng Duy nó gặp cô ấy rồi sao? Dạ gặp rồi, mới hôm qua thôi à. Ảnh về phòng đóng chặt cửa lại, con lén đứng bên ngoài nghe ảnh hét lên: lỗi tại mày, tại mày hết. Rồi ảnh xin lỗi gì đó. Má, con sợ quá à. Tội nghiệp cho cô kia. Thôi, để má đi vô nấu cơm. Chừng nào con thấy anh Duy con trở vô á, thì con xuống bếp cho má biết. Dạ. Dì Năm, dì Năm ơi, dì Năm ơi. Dì Năm, dì với Quỳnh Châu đừng đi đâu hết, đợi con hỏi thằng Duy cho ra lẽ đã. Anh Nhân, cô nói yếu kéo cũng chẳng có ích lợi gì đâu. Đó là lỗi ở tất cả chúng ta mà thôi anh à. Tại anh, tại em, và tại cả Duy nữa. Khi em bắt đầu viết thơ cho đến ngày hôm nay, em biết thế nào cũng ôm chuyện đắng cay. Đó là em nghĩ trước cho ngày mai, sẽ rước quan trái và thất vọng. Nhưng em vẫn dấn thân rè bước vào, biết rằng hạnh phúc không vì niềm hy vọng rất mong manh. Tại em chứ không phải tại anh.
Quỳnh Châu ơi em đừng tự trách mình, lỗi này do anh thất tình. Châu ơi anh là người đáng tội, em đừng nên dội trách anh. Em đã nói anh em ta không hề có tội, mà Duy cũng không có lỗi. Vì đã tưởng tượng Quỳnh Châu hương trời sắc nước, nhưng khi biết được thì ảo tưởng đã phá tan trái tim, mà Duy cũng không lường trước bao giờ. Mà chỉ do là một dịp tình cờ, phải chi trước đó chúng em không gặp nhau trước, để Duy đừng nghĩ gì qua giọng hát của em, và cũng đừng có thơ từ qua lại tìm hiểu rõ xem, thì có lẽ bây giờ em cũng không có gì phải đau đớn. Anh Nhân ơi, tình yêu đâu phải để cho mình đùa giỡn, mặc dù thử lại thử qua những đau đớn vô cùng. Ngõ vắng tình yêu mình chữa đi làm sao biết được, nên em dấn thân vào mới biết đằng trước là hiểm nguy. Ngày nay em tự giả mỗi người em đi, nỗi buồn nhan sắc em sầu bi tròn đời. Nhưng dù sao anh cũng phải gặp Duy để hỏi cho ra lẽ. Đừng, đừng anh Nhân, tất cả đã chìm lặng. Em xin anh đừng khuấy động lên nữa. Em xấu hổ lắm, em xấu hổ lắm anh à. Anh biết anh sẽ không nhắc nhở gì về em hết. Anh chỉ nói chuyện với Duy theo tư cách đàn ông với nhau thôi. Quỳnh Châu, em đi rồi, bao giờ em trở lại? Nhân à, bây giờ không phải lúc để bàn cãi đâu con. Quỳnh Châu nó phải đi thôi, khi nào nó muốn trở lại thì sẽ trở lại. Dì Năm, xin dì Năm tha lỗi cho con nha. Con không có lỗi gì hết á. Cuộc đời có duyên có số hết con à. Dì tin khi bình tĩnh lại, nó sẽ hiểu và sẽ tự tìm ra hạnh phúc cho mình. Dạ, thưa dì con về. Quỳnh Châu, anh về nghe em. Dạ. Duy, Duy đâu rồi? Mở cửa, mở cửa mau. Duy. Ủa, anh Nhân, lâu quá mới thấy anh ghé chơi. Anh không phải ghé chơi, mà anh cần gặp Duy gấp. Duy đâu? Anh ở trong phòng ảnh á. Cái gì? Ở trong phòng? Dạ. Trong khi người ta đau khổ thì nó lại nằm thoải mái trong phòng à? Nó đâu? Dạ. Để em kêu ảnh. Anh Duy, anh Duy à, có anh Nhân kiếm anh nè, mở cửa đi. Anh biết rồi. Ai vậy con? Dạ anh Nhân, anh đến tìm anh Duy mà trông dễ sợ lắm má ơi. Duy, anh Nhân, anh phải bình tĩnh lại đi, chuyện đâu còn có đó. Anh phải nghe tôi trình bày đây nè. Trộm má, bây giờ làm sao má? Có lẽ anh Nhân đánh anh Duy rồi đó má. Cứ để tụi nó tự xử với nhau. Má tin chắc rằng thằng Nhân á không phải là loại người hồ đồ. Đi con, đứng đây làm gì? Duy, bây giờ mày nói đi, mày đã làm gì Quỳnh Châu? Anh Nhân, anh hãy ngồi xuống đi. Tôi sẽ nói hết tất cả. Rồi anh muốn đánh tôi cũng chịu, nhưng anh phải nghe tôi nói. Được,
tao ngồi để xem mày biện minh ra sao. Nói đi. Tôi sẽ không biện minh gì cả. Anh Nhân, trước hết tôi phải nói rằng tất cả lỗi này là do anh gây ra chứ không phải tại tôi. Cái gì? Do tao à? Mày nói hay đó. Đúng, anh là bạn tôi lại là anh của Quỳnh Châu. Tất nhiên anh biết tôi và cô ấy. Lúc đầu anh hứa giúp đỡ cho tôi. Tôi và Quỳnh Châu cũng do anh cáp đôi. Cái gì? Bao giờ tôi cũng mong tìm được cô gái đẹp. Lâu nay vẫn thế, anh đã biết tánh của tôi mà. Tôi muốn tìm một người để cùng tôi kết bạn. Nghe giọng hát Quỳnh Châu lòng tôi sao xuyến. Nên tôi cầu khẩn anh và anh đã nhận lời. Tao thấy mày đi chơi lêu lòng cuộc đời nên tao mới nhận lời giới thiệu mày dừng lại với em tao. Không ngờ mày háo danh mà còn háo sắc vô cùng. Nếu tao biết mày như vậy thà để cho mày kiếm gái đẹp ngoài giường bóng. Anh Nhân, tôi muốn xây dựng cho tôi một hình tượng hảo quyền về Quỳnh Châu cho đẹp mày. Phải chi lúc ấy anh nói thẳng với tôi là Quỳnh Châu chỉ có được giọng ca tiếng hát thì tôi đâu có ước vọng tình yêu khao khát để đến hôm nay cả hai phải chịu tan nát tâm hồn. Anh vẫn im lặng để cho tụi tôi tình cảm xây đến dập dồn. Tôi biết anh thích thú, anh mãn nguyện vì nó, nhưng anh không hề biết tôi và Quỳnh Châu có khoảng cách lớn lao. Tôi chưa hề thấy mặt nàng ra sao, chỉ nghe tiếng hát mà lòng tôi nao nao tưởng nhớ. Vì lẽ đó mà tôi có nhờ anh mọi điều giúp đỡ để tôi và Quỳnh Châu được gặp mặt, để không bỡ ngỡ sau này. Duy, mày nghe tao nói nè, tất cả những chuyện gì cũng vậy, nhất là tình yêu cũng phải từ từ, chứ đâu phải tình yêu là món hàng giữa chợ mà mày muốn mua giờ nào cũng được. Anh Nhân, nhưng về dung nhan thì anh đâu có nói cho tôi biết trước. Không lẽ chỉ nghe tiếng ca mà tôi hiểu được tim nàng. Bây giờ chứ đâu phải ngày xưa mà không cho biết mặt hai đàn. Chỉ có tờ bát tự niên canh là có như hai bên đã làm lễ hội. Đẹp xấu mặt tình chỉ chờ lễ cưới là xong. Nhưng ngày nay thì tôi hoàn toàn thất vọng. Hình tượng tôi xây dựng trong lòng đã đổ nát từ đây. Còn gì nữa mà tôi phải tiếp tục dựng xây. Hôm nay tôi xin nhận hết để anh đây vừa lòng. Tôi yêu cô ấy, nhưng không phải bằng hình dáng đó, mà chỉ có tiếng ca mà thôi. Tôi đã yêu một hình bóng tưởng tượng, chứ chưa có hình bóng thật sự đến với tôi. Trả cục băng lại cho tao, mày không xứng đáng giữ nó. Anh Nhân, tất cả đối với tôi chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi. Tôi không thể sống được khi không nghe giọng hát ấy của nàng. Anh đừng bảo rằng tôi mâu thuẫn. Tôi gian anh, tôi gian anh đừng lấy lại cuồng băng đó. Anh phải giúp tôi. Anh Nhân, anh hãy giúp tôi. Cái gì? Giúp mày? Mày làm như mày thương em gái tao lắm vậy. Nếu mày muốn á, hãy thâu lại. Còn cuồng băng ấy á, tao phải phá nát nó. Mày hiểu chưa? Cũng tại vì nó
mà câu chuyện tình mới xảy ra tao phải đập nát nó đi. Nếu không tao sẽ đập nát mặt mày, chớ tao không còn chịu đựng nổi nữa. Tôi sẵn sàng, anh cứ đánh tôi đi. Tôi không ân hận điều chi, miễn anh vui lòng cho tôi giữ lại cuộn băng di vật của nàng tôi rất mến thương. Thằng xạo, nhà tao mà mày muốn gạt đường à? Mày nói thương mà mày chê Quỳnh Châu à? Duy, trời ơi, tao tức lắm mày biết không? Anh hai, anh ấy làm gì anh vậy? Không có gì, anh ấy chỉ nóng giận một chút mà thôi. Em đi ra ngoài đi. À, anh không có sao hả? Không sao, đi ra ngoài đi. Ảo mộng, ảo mộng, chỉ có những ngón tay gầy guộc, chẳng còn gì, chỉ có đôi tay trắng, tất cả đã mất, tất cả đã mất, mất tất cả rồi. Quỳnh Châu, đi đâu mà sách nặng vậy? Má tôi đau nặng lắm, tôi phải về gấp. Bây giờ cô về Sài Gòn? Dạ. Trễ rồi, không còn xe nữa đâu. Nhưng mà bây giờ thì tôi đành giả biệt anh. Anh đừng có giỏi sách cho tôi. Tôi nói không còn xe nữa mà. Nhưng mà bằng mọi giá tôi phải về ngay. Tôi ra đường cái, biết đâu có những chuyến xe tải về Sài Gòn. Trời đất ơi, đi xe tải hả? Dạ. Sao cô chịu nổi? Ôi, đầu óc của tôi bây giờ quay cuồng lắm. Tôi phải về với má tôi ngay bây giờ mới được. Cô đừng có hấp tấp, để tôi nghĩ xem còn cách nào khác không. À, hay là tôi chở cô về Sài Gòn ha. Hả? Đi, đi bằng xe này sao? Ừ, đừng có sợ. Tôi chạy, chạy lên chạy xuống Sài Gòn hoài ha. Không có mệt đâu. Lên xe đi, nhanh lên. Thật tình tôi cũng không hiểu anh ra làm sao nữa. Tịnh Văn, mà chúng ta chỉ mới quen nhau thôi à? Quỳnh Châu sợ tôi không tốt hả? Nhưng mà đường thì xa, trên 400 cây số, mà với sức người thì làm sao mà anh chịu nổi về đến Sài Gòn. Nhưng tôi đã quen, ra vô thường xuyên bằng xe Honda. Thôi thì cũng được, khỏe thì anh cứ chạy, thấy mệt tôi chạy thay. Chắc không có mệt đâu. Ừ, đưa vô sách đây, vững chắc nha. Ủa, anh ngừng lại làm chi vậy? Mình đi lâu rồi, dạ lại trời cũng chuyển mưa nữa. Vô đây uống nước đi em. Dạ. Em uống gì? Dạ gì cũng được hết anh. Chị ơi, cho 2 ly cà phê sữa đá. Chào à. Em ngồi xe đó, giờ sao em không nói gì cho nè. Tôi biết nói gì bây giờ. Đầu óc tôi đang nghĩ về má tôi. Hơn nữa tôi lo là anh đi như vậy nè, anh chưa có báo cho gia đình anh biết á. Không sao, Chút nữa tôi điện thoại về. Hiện giờ anh đang làm gì vậy? Tôi tham gia nhiều thứ lắm, thể thao văn hóa đều có. Thỉnh thoảng tôi lại đi chụp ảnh các nơi. Anh có người mẫu để chụp không? Chi vậy?
Tôi thấy anh nên làm vậy á. Tôi chỉ chụp cảnh thôi. Hôm nào chúng ta sẽ chụp thử nha. Ê, trời ơi, anh có xem tuần Chung Vô Diệm chưa? Tôi hiểu ý cô, nhưng tôi hứa với cô, rồi đây cô cũng sẽ cởi lớp như Chung Vô Diệm thôi. Nhưng anh mà chụp cảnh có tôi vào á thì bức ảnh đó sẽ xấu vô cùng luôn á. Chụp ảnh của Quỳnh Châu tôi có buôn bán gì đâu mà sợ. Chứ anh chụp để làm gì? Không lẽ anh treo nhà bếp? Treo nhà bếp chi vậy? Ừ, thì cho ma quỷ nó nhìn, nó thấy tôi nó sợ, nó không có dám vào. Sao Quỳnh Châu nói vậy? Ở mỗi góc độ nhìn con người khác nhau. Quỳnh Châu có dốc dáng thon mạnh và đẹp lắm khi Quỳnh Châu đứng nghiêng một bên. Đứng nghiêng một bên? Ừ. Đứng nghiêng một bên giống như cây bông sứ bị gãy nhánh ngã xuống vậy hả? Về con mắt thẩm mỹ của tôi thì Quỳnh Châu có cái đẹp mà người khác không hiểu được. Tình Văn, anh an ủi tôi thôi à. Quỳnh Châu buồn à? Hay là tôi nói không phải để Quỳnh Châu buồn? Anh Văn, trong tâm buồn Giang Nhật cũng buồn theo. Giờ anh đâu có xúc phạm điều gì, hoàn cảnh của tôi anh cũng vừa mới biết. Thề có chi đâu tôi phải mang trong nhà. Anh là người đầu tiên an ủi nhiều thân tôi. Tôi cảm tình với dáng hình của cô. Tôi quá xót xa thấy trái ngang cuộc đời. Vì tôi cô biết qua là tâm hồn nhạc sĩ. Đời sống gian đơn không dương mang lãng mạn. Nên thích người như cô có cảm tình hơi giống nhau. Thôi, bỏ qua hết chuyện buồn đi anh à. À, à, nãy giờ anh có mệt lắm không? Không thôi chút xíu á, em chạy thay anh ha. Quỳnh Châu cũng biết chạy xe nữa hả? Ờ, em biết chạy chứ sao, em chạy thường lắm á. Đi với ai? Đố anh biết á. Đi với người ta à? Người ta. Anh nói sao nghe lạ quá. Không đi với người ta chứ đi với ai bây giờ? Tôi nói người ta là người ta của Quỳnh Châu. Vì tôi sợ Quỳnh Châu đi với một bạn trai nào. Con trai mà thấy tôi họ tưởng quỷ ma xuất hiện. Thì có ai dám đi với tôi bao giờ? Phải đẹp nè, phải mua đen và phải tân thời. Còn tôi xấu xí, tôi không dám đi đâu. Tại mặc cảm rồi Quỳnh Châu nói vậy. Chứ riêng tôi, một tiếng nói thôi cũng rất cảm tình. Nghe Quỳnh Châu nói chuyện mà tôi tưởng lạc chốn thiên đình. Tôi đã quên mình hầu như sống hết cho Quỳnh Châu. Còn anh nói chuyện giống như nhà thơ nổi tiếng. Chẳng những nói chuyện rất hay, dễ lung lay lòng người. Anh tả cảnh giống như lưu nguyện lạc chốn đào nguyên. Ước gì tôi là tiên nữ để làm đẹp lòng anh. Quỳnh Châu ơi, em không phải là tiên nữ động thiên thai, nhưng em là tiên nữ của lòng anh đã bao ngày ao ước. Chuyện gặp nhau ta không hẹn từ buổi trước mà gặp nhau đây. Anh muốn cùng em dừng xây qua những bước sông hành. Lời nói của anh là lời nói chân thành thì giữa hai ta đâu có gì trở ngại. Xấu mặt xấu mày chứ đâu có xấu trong lòng em. Em không hề biết em là người đang yêu, và giọng hát của em đẹp nhất trên đời. Gộp lại
thì tội gì hai ta không cho người đời nhớ mãi anh tối sao em ca. Người ta sẽ phải thương mình. Tình Văn, anh đừng nhìn em bằng đôi mắt đầy ảo tưởng. Trong cơn mê hoặc anh tưởng lầm là tiên nữ, đến khi sự tỉnh thì đáng tiếc biết bao nhiêu. Tình Văn, em gian anh mà. Phải chăng em chưa suy nghĩ đời? Em hãy nhìn thẳng vào mắt anh, chắc em cũng hiểu nó đã nói thay lời. Có lẽ em đã gặp rồi những trò đời giả dối, nên em rất ngại ngùng sợ tiếp nối chuyện mai sau. Quỳnh Châu ơi, có gì bằng hai lối mộng đã cảm thông nhau khi tâm hồn của hai con tim hòa nhập. Kẻ không đồng cảm thì tâm hồn nó là sắt thép, còn anh với em như hoa đẹp được ôm vào lòng. Nhưng một ngày nào đó anh sẽ hối tiếc về em không? Không bao giờ có việc đó. Trái rồi anh, mình về gấp để lo cho má em. Đi anh. Ừ. Bác sao rồi em? Dạ, má em bị cảm, cũng còn yếu, đang nằm tĩnh dưỡng. Vậy anh cũng mừng. Cũng nhờ trong này có anh Nhân tới lui thăm chừng má em đó. Anh Nhân? Dạ. Anh Nhân nào vậy? Là anh bạn gì của em á. Bạn gì? Phải không đó? Phải chi em là hoa hậu á, thì anh nghi đúng hơn á. Quan hệ xã hội của anh cũng nhiều, nhưng chưa gặp người hợp ý, nên khi gặp em, anh ích kỷ lắm. Tình Văn, bây giờ em hỏi thật anh ha. Anh yêu em vì lẽ gì? Sao em lại hỏi anh như vậy? Tình yêu không thể giải thích được, chỉ vì một lý lẽ nào đó. Có phải vì giọng hát của em không? Có thể. Nếu như giọng hát này không còn nữa thì anh còn yêu em nữa không? Chớ khi mà em lạc giọng khang ơi, chừng đó chắc tim em có hai chữ không đời. Quỳnh Châu, tại sao em lại nói như vậy? Chắc em không tin anh thật lòng thật dạ. Nhưng em cần phải biết tại sao anh yêu em mà yêu chỗ nào. Anh yêu em tất cả những gì mà đời em sẵn có, cũng dâng hết cuộc đời để em còn giàu cho gắn bó. Nếu em không tin thì đây, em nghe rõ ha. Nhắm mắt lại, anh nói nhỏ cho em nghe nè. Hương đã tỏ rồi, đừng lấy tay che nha. Thấy chưa? Nghe chưa? Nè, cái anh này kỳ ghê chưa? Làm bộ nói nhỏ, rồi cái không cho người ta lấy tay che mặt, rồi
cái hôn đại anh ta hả? Nói gạt như vậy mới hôn em được chứ bộ. Ôi ngon lành. Cái anh này nè, chọc quê anh ta à. Mà em xấu xí quá mà ngon gì. Hoa đẹp là hoa có gai, tuy em không đẹp nhưng anh thương dai vô cùng. Anh này. Quỳnh Châu em. Dạ. Em nghĩ sau khi chúng ta biểu diễn cho người ta xem, em hát anh thổi sáo. Tại sao phải làm như vậy hả anh? Anh muốn em được tự tin như mọi người, không có ai hơn em. Em không được suy nghĩ như trước đây em nghĩ gì. Chúng ta sẽ tạo một cặp đẹp đôi, người thổi sao người ca thì tuyệt vời. Nhưng nào giờ chưa hát sân khấu một lời, mà bây giờ anh biểu em ca. Anh sẽ hướng dẫn em ca đàng hoàng, mình tiếp cận với mọi người không có. Mình hãy hát bằng tình cảm, bằng trái tim, như vậy mới không phụ lòng người xem. Khán giả sẽ nghe hát và say sưa nghe mình. Thôi, không có được đâu, chắc chắn là không được. Mới nghe anh nói mà em đã run rồi nè. Vậy làm sao em dám lên sân khấu mà hát được? Không được đâu. Quỳnh Châu à, má đã già rồi, chúng ta phải có bổn phận lo lắng cho má chứ. Không lẽ để má nuôi mãi sao? Nhưng sao lại phải là chúng ta? Giờ kêu má em bằng má vậy? Chúng ta chứ. Và gọi má em bằng má chứ sao? Vì má đã coi anh như con rể tương lai rồi. Nè, anh đừng có tưởng tượng à nghe. Hồi về đây tới giờ anh có gặp má em hồi nào đâu mà nói vậy. Thì má cũng sắp nói thôi. Ý chết. Má ra. Dạ, thưa má. Dạ, cháu chào bác. À, cháu cứ ngồi tự nhiên. Quỳnh Châu, hình như má mới nghe con nhắc tới má. Dạ, thưa bác, đó là con nhắc chứ không phải Quỳnh Châu. Cháu nói, cháu định nói gì với bác? Dạ, cháu nghĩ là... Cháu nghĩ thế nào? Nếu bác chấp thuận, cháu xin cưới Quỳnh Châu ngay. Hả? Cháu vừa nói gì? Anh Tình Văn, anh nói cái gì kỳ vậy? Lúc nãy anh đâu có nói như vậy đâu. Má ơi, tại anh Tình Văn ảnh hoảng hốt quá nên ảnh lầm lẫn. Anh lầm lẫn đó má à. Quỳnh Châu, con ở yên đó, để má hỏi Tịnh Văn cho kỹ đã. Tịnh Văn, cháu vừa nói những lời nói như thế, cháu đã suy nghĩ chín chắn chưa? Thưa bác, cháu đã suy nghĩ lâu lắm rồi. Cháu có thấy Quỳnh Châu nó kém nhan sắc hay không? Dạ, cháu thì không nghĩ như vậy. Như cháu có nói với Quỳnh Châu, khoa học bây giờ đâu phải như xưa, chuyện sửa lại nhan sắc không có gì quan trọng bác à. Cháu nói như vậy là sao? Bác không hiểu. Quỳnh Châu có những điều kiện mà cháu thấy rất cần thiết. Cháu không hề cảm thấy Quỳnh Châu thua sút ai cả. Đối với cháu, Quỳnh Châu không xấu. Tình Văn, anh đã tự ngộ nhận rồi đó. Không, em không chấp nhận những suy nghĩ ấy đâu. Sẽ có một ngày anh sẽ thấy hối tiếc khi em thua xa người khác. Nhan sắc cũng không, mà tài năng cũng chẳng có gì. Quỳnh Châu, em đừng cố tình phá hủy những công sức mà anh đã tạo được. Thưa bác, đối với cháu, được chung sống với Quỳnh Châu đó là một hạnh phúc. Bác hãy tin nơi cháu. Bác sợ sẽ có một ngày nào đó cháu sẽ hối tiếc về Quỳnh Châu, vì hạnh phúc không trọn vẹn đâu. Tài năng thì không có gì, mà nhan sắc cũng không. Xây dựng hạnh phúc sẽ hoài công. Thưa bác,
Cao và Quỳnh Châu rất là hòa hợp, tâm hồn trao nhau thì hạnh phúc muôn đời. Xin bác chấp thuận nhận lời. Chuyện cả đời là của Quỳnh Châu, để xem ý kiến nó ra sao. Một cánh chim sợ bão tố trong đời mà tôi đã bị một lần. Nếu thật tình anh hãy chờ đợi gãi gánh, một lần em sợ lần thứ hai. Quỳnh Châu nó đã nói hết những gì chất chứa trong lòng. Tôi mong là cậu hãy cho nó một thời gian. Nó như một cánh chim sợ trời bão tố, gãi cánh một lần rồi, không ai muốn gặp lại một lần thứ hai. Đây, cậu hãy cầm lấy và đọc đi. Đó là tất cả những gì mà nó đã ôm ấp trước đây. Hãy đọc và hãy hiểu cho nó. Còn những quyết định sau này là tùy cậu. Thôi, cậu ở đây nói chuyện với Quỳnh Châu nghe. Dạ, bác đi nghỉ. Những bức thư không có địa chỉ. Thư tình là vậy mà. Quỳnh Châu em, địa chỉ của anh ta ở đâu vậy? Để làm gì vậy anh? Anh cần gặp anh ta để lấy những bức thư của em để lại. Bao nhiêu bức thư? Trời ơi, bao nhiêu lời nói trong thư. Anh Tình Văn, sao anh lại quá nóng giận? Chuyện này đã trôi qua, có gì mà anh đòi gặp người ta? Em à, những bức thư tình không thể để nó cất giữ được đâu. Trong khi em với nó không còn, mà em lại càng anh đi. Anh đã yêu em thì không cho nó cất giữ làm ký vật. Tất cả thì chấm dứt ngay, nó không trả, anh chỉ thẳng tay. Đối với em hiện nay không có gì là ký vật. Em nghĩ có lẽ hắn ta đốt hết không còn giữ lại. Tới người giữ em mà hắn còn chối bỏ thì đừng nói gì với những bức thư. Tình Văn ơi, đối với em bây giờ anh là tất cả. Không ai bước vào đời em, em không muốn đối mặt với con người ấy nữa rồi. Em cần anh hơn tất cả, anh hãy tin lời của em. Quỳnh Châu, em, lúc nãy trông anh thật là hung dữ, nhưng bây giờ thì... Bây giờ sao em? Bây giờ em càng yêu anh nhiều hơn chứ sao? Em, anh. Bộ em không khỏe sao? Em run quá anh Văn ơi. Có gì mà phải run? Chúng ta sẽ cùng lên sàn diễn với nhau mà. Em nhớ không? Nhớ. Mà run quá à? Run cái gì mà run? Hãy xem khán giả như là bạn của mình. Em đừng run. Hay là anh đưa em ra ngoài ngồi cho bớt khớp một chút nghe. Thôi thôi, trời ơi, em không có đi đâu. Mặt mũi em quá trang vậy nè, sao em đi được? Mà anh mà đưa em ra ngoài nghe, em trốn luôn á. Vậy em ngồi đây, anh ra ngoài tìm Tịnh Hoàng. Ngồi đây nghe em. Dạ. Kìa, anh Văn, lại đây, lại đây. Em xin giới thiệu cho anh nè, đây là Duy và đây là Diệu Thu, em ruột của Duy đó. Chào anh Tịnh Văn. À, còn đây là Ngọc Quỳnh, bạn tôi. Ngọc Quỳnh, xin chào. À, mấy người uống gì cứ gọi nha. Hôm nay Tịnh Hoàng chiêu đãi chúng ta mà, phải không Hoàng hả? Anh Hoàng à,
Khi nào bắt đầu diễn đến tiết mục của anh vậy? À, cũng sắp đến rồi. Tôi là người diễn đầu tiên, còn sau đó là mấy người khác. Ủa, vậy còn anh Tịnh Văn? Ảnh hả? Ảnh gần cuối lận. Ảnh bí mật lắm. Đến bây giờ tôi cũng chưa biết là ảnh chơi solo hay là song ca với ai. Theo tôi nghĩ chắc ảnh ca thêm với một người. À quên ha, anh Văn ảnh có biệt tài thổi sáo. Còn anh Hoàng, anh thường chơi môn chi? Tôi thì chỉ guitar bass mà thôi. Nhà của anh Hoàng người nào cũng đều hay, ai cũng biết sử dụng dụng cụ rất khéo tay. Còn anh Văn anh chưa biết phải làm gì. Ngọc Quỳnh, cô đừng nôn nóng làm chi. Bây giờ xin cho tôi được giữ bí mật. Tôi xin phép vào trong chuẩn bị nha. Anh Hoàng, hình như anh Tịnh Văn là một người khó hiểu. Ảnh luôn luôn là người vậy đó. Vậy mà không hiểu sao lại có rất nhiều người theo ảnh, mà toàn là người đẹp không. Còn tôi hả, tôi thấy cô nào tôi cũng mê hết, mà chẳng có cô nào ghé mắt cho tôi nhờ nữa. Thiệt khổ sức vậy. Trời ơi, tội nghiệp quá à. Ủa, còn ai đang ngồi bên anh đó? Thì Diệu Thu. Diệu Thu, em nói thật xem, em nghĩ thế nào về anh Hoàng? Ảnh rất vui vẻ và dễ mến. Còn gì nữa? Em đâu biết. Anh Hoàng, còn anh thì thế nào? Trời, sao lại hỏi tôi như vậy? Duy, mày mà không cắt Ngọc Quỳnh lại á, có lẽ tao sẽ khùng quá. Cô ấy còn hơn là quan tòa nữa, thẩm vấn tôi đủ điều hết á. Ngọc Quỳnh, chuyện của họ để họ lo đi em. Anh Duy, anh đừng có cản ngăn em. Nếu như em mà không mở lời giùm á, thì Tịnh Hoàng sẽ không bao giờ dám nói đâu. Anh ta không có gan như anh Tịnh Văn đâu. Ngọc Quỳnh, em đã đi quá lố rồi đó. Quỳnh, hãy để yên cho anh ta đi. Tôi xin lỗi các người nha. Tôi phải vào ngay, nếu không thì trễ mất á. Diệu Thu, em đừng có nghe lời suối bậy của Ngọc Quỳnh nha. Mà nếu có nghe thì hãy nghe cho thật chính xác nha. Thôi anh đi à. Bây giờ mình nhớ lại chương trình hôm nay nè. Nghe nói hôm nay có giọng ca mới xuất hiện nữa đó. Ai vậy anh hai? Họ giữ bí mật chưa tiết lộ nữa. Vậy giờ mình vô khán trường hết đi anh chị. Anh qua ra sân khấu kìa. Bữa nay trong ảnh lạ ghê chưa? Cũng đẹp trai quá chứ. Thưa các bạn, hôm nay một lần nữa, nhóm ca khúc Bông Cúc Trắng lại ra mắt các bạn. Lần này chúng tôi có thêm sự tham gia của hai ca sĩ, đó là Tịnh Văn và Quỳnh Châu. Giọng ca trữ tình ngọt ngào của Quỳnh Châu và tai thổi sáo cự phách đã từng làm nổi tiếng một thời ở thành phố của chúng ta. Để mở đầu cho chương trình biểu diễn hôm nay, các bạn hãy lắng nghe tiếng hát đầy ảo giọng mê hồn của nữ ca sĩ Quỳnh Châu. Hả? Quỳnh Châu? Không lẽ đúng là cô ấy? Hóa ra đây là sự bí mật của Tịnh Văn à? Họ như thế nào với nhau? Là bạn hay người tình? Và đây, nữ ca sĩ Quỳnh Châu. Quỳnh Châu với ca khúc Tình Đời. Khi biết em mang kiếp cầm ca, đêm đêm phòng trà dân tiễn hát cho người đời. Tin mũ vui hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không? Đừng nói nữa em ơi, xin đừng nói nữa, làm gì
sĩ đang thương và đang được yêu. Khi chót mang duyên kiếp cầm ca, em xin bằng lòng nghe tiếng trách trên cuộc đời. Chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi, còn tiễn em nữa cơ. Đời vẫn thế em ơi, xin đừng nói đến tình đời. Em nhớ rằng đời là gian dối nhưng đôi ta mãi còn nhau. Tình yêu em sợ tình yêu, vì tình yêu như là hoa. Lỡ mai sau em mất người yêu, em khổ thật. Những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ, xa lìa ánh đèn có anh đưa em về bên. Vâng, để đáp tạ lòng ngưỡng mộ của quý vị, Quỳnh Châu xin ca bạn Thói Đời. Ai nhân gian ai chưa qua chưa phải là người. Trong thói đời cười ra nước mắt, xưa trắng tay gọi tên bằng hứa, giờ giàu sang quên kẻ tâm sao, còn gian dối cho nhau. Người yêu ta giờ cũng xa ta, nên chung thân ta giận cuộc đời. Trắng tình xa nhịp thở, tình đổi thay như dù cơn mê, để chú xót trên lối về. Diệu trần ai gửi niềm cay đắng, những suy tư in đậm đường hằn. Mình còn ai đâu để vui, khi chỗ xa vung lầy nhân thế. Có tiến lên sát môi, bạn quên ta tình cũng quên ta, nên đêm đêm thui thủi một mình soi bóng đời bằng gương vỡ nát, nghe xót xa ngùi lên trong mắt. Đoạn buồn xa ta đã đi qua, ngày vui tới ta vẫn chờ. Anh Duy, anh Duy. Làm gì thẫn thờ vậy? Không. Em vừa mới nói gì? Không có nói gì hết. Không có nói gì hết. Anh làm gì vậy? Bộ anh bị cô nào hút hồn anh rồi sao? Không. Anh. Anh sao? Anh có bị gì đâu. Chị Quỳnh ơi, ở đây chỉ có chị là người lộng lẫy nhất. Anh Duy em còn bị ai hút hồn nữa bây giờ? Anh Duy, hay là anh đang nghĩ về cô gái có cái tên là Quỳnh Châu? Phải mà, cô ấy hát hay quá mà, trữ tình quá mà, giọng ca quyến rũ quá mà. Nhưng anh Duy ơi,
cô ta đâu phải riêng dành cho tình cảm riêng anh, mà cô ta có tình dân yêu rồi, đồng cảm với nhau cùng hát ca thổi sao. Dù thấy sắc hương của cô ta không đẹp, nhưng cảm tình với nhau họ sức nghề biết bao. Còn anh thì anh mê cái gì cô ta, nhan sắc kia đối với em xa vời. Người xấu hát ca mà không có nhan sắc. Nín đi! Dù có sắc hương giống như cô chẳng hạn, nhưng nói thì vô duyên, lại nhảy hoài giống như khùng điên. Cái gì? Anh nói tôi khùng điên hả? Xin lỗi anh à. Thôi đi, bực mình quá rồi. Ngọc Quỳnh, nếu như cô không chịu khép cái miệng lại, lải nhải nữa thì cô sẽ hối hận đó. Rồi anh định làm gì tôi? Không làm gì cả. Cô cứ ở đây mà nói đi. Cô cứ tự hào về cái nhan sắc của cô đi. Chào cô. Anh Duy, anh Duy, anh Duy. Chị Quỳnh à, chị đừng giận anh ấy. Ảnh vì quá bực tức nên nói thế thôi. Quỳnh Châu là một cô gái xa lạ với ảnh, làm sao ảnh lại nghĩ về cô ta được, trong khi có chị ở một bên ảnh. Thôi, cô đừng an ủi tôi nữa. Tôi đã quen biết bao lâu với anh Duy của cô rồi, nên tôi đã biết tính tình quá rành về anh ấy. Anh ấy là loại người ham mê nhan sắc, ưa thích những gì nổi bật và những gì gọi là lọt vào đôi mắt. Anh ta thích chinh phục những người nổi danh, nổi tiếng. Để đêm đêm anh ta đối mặt với nhân tình. Sẽ sung sướng cho đời tôi. Tại sao, tại sao tôi phải yêu anh ấy cho đời tôi phải khổ? Những lời ban đầu anh ta thật đầy cám dỗ, hôm nay bỗng đổi thay chỉ vì tiếng hát mê hồn. Chị Quỳnh, sao chị lại nói anh ấy như vậy? Chắc anh có một cái chuyện gì bí ẩn bực tức nên ảnh mới có thái độ bực dọc như vậy. Chứ bình thường chị cũng thấy ảnh rất là hiền mà. Còn cô nữa, cô biết cái gì mà nói chứ? Cô chẳng hiểu tình yêu là cái gì thâm thúy. Còn tôi nè, tôi thì đã thâm nhuần bao nhiêu trôi qua. Bây giờ anh hai cô dù có năn nỉ thiết tha, tôi cũng xin bay biệt để muôn đời xa lánh. Tuổi đời hơn cô mà lần này tôi không thể tránh, để phải xa cơ gãi gánh càng thường. Đặt quá nhiều hy vọng nên giờ đây tôi phải chuốc cho mình đau. Đến chơi tôi anh cô nói quá nhiều dịu ngọt, nhưng đến bây giờ tôi mới thấy đắng cay. Thôi, chào cô. Chị Quỳnh, chị Quỳnh, chị nghe em nói nè. Chị Quỳnh. Diệu Thu, em Diệu Thu. Em kêu ai vậy? Anh Hoàng. Hình như em không nghe anh nói.
Hoàng ơi, họ cãi nhau và đi hết rồi. Em không hiểu, em không hiểu gì hết đó. Anh Duy và chị Ngọc Quỳnh sẽ tự tìm ra giải pháp của họ mà. Còn chúng ta, Diệu Thu, em có biết là anh đã yêu em? Ta tiếc yêu lâu rồi, khi tiếng yêu mong chờ mà từng giờ thấy đau lòng em. Một câu nói yêu trong đời mà lòng này ước ao từ lâu. Cùng sung sướng chúng ta đã biết qua sự tâm đầu ý tưởng và hòa hợp cùng nhau để đi đến con đường tương lai hạnh phúc mà anh mơ từ lâu rồi. Cho tiếng nói vừa rồi em đã thật và yêu anh. Chuyện đường đời có nhiều đoạn vấp ngã bởi khúc quanh, nhưng ai ta đã yêu nhau thì sẽ không có gì cản trở. Mình hứa kết với nhau vậy đây là duyên nợ, còn hạnh phúc tương lai mình sẽ gặp sau này. Không, chúng ta không phải là hai tâm hồn đối lập như họ. Mình tựa bên nhau vượt bao trở ngại trong đời. Không phải như ai chỉ nói chữ yêu bằng lời, những tâm hồn trong họ không chân thật nên sẽ rẽ lối ai đường, đó là lẽ tự nhiên. Giờ thì anh nguyện thề của cao tiên, lòng không thay đổi, chữ yêu đương anh luôn tha thiết. Dù bão tố vong ba cũng không thể nào chia biệt, gắn bó keo sơn sẽ không rời ra được hai mình. Diệu Thu, em anh Văn không hiểu sao lúc nãy thể đứng vững mà ca hai bài hát. Ôi, em run quá trời luôn. Không hiểu sao mà người ta vỗ tay nhiều quá, làm tim em muốn rớt ra ngoài luôn á. Bây giờ
em có nhiều người ngưỡng mộ rồi đó. Em thành công thật quá sức tưởng tượng, khán giả thật tình yêu quý em vô cùng. Nhưng mà cũng nhờ anh chứ bộ à. Nếu anh không khích lệ em nè, không động viên em, không có tiếng sáo của anh, thì làm sao âm thanh ấy nổi bật lên như thế được? Đúng rồi, chúng ta đã hợp tác cùng nhau. Quỳnh Châu, Tịnh Giang, trời ơi, hai người ra đây, vậy mà nãy giờ anh đi tìm muốn chết luôn vậy đó. Anh Tịnh Giang bảo trong đó nóng nực quá, ra đây dễ chịu hơn. Quỳnh Châu, hôm nay em hát hay lắm. Lần đầu tiên đứng trước đám đông mà em bình tĩnh tự tin như vậy, thật là tuyệt vời. Quỳnh Châu, Tịnh Giang à, nhân dịp ăn mừng buổi thành công ban đầu này, anh nghĩ hai người cũng nên làm thủ tục luôn đi. Như vậy niềm vui sẽ nhân gấp đôi lên, gia đình yên vui mà hạnh phúc cũng vững bền. Sao em không báo cho anh nhân biết được, chỉ còn tháng nữa là mình kết hợp. Trời, chỉ còn có một tháng nữa thôi sao? Nè, hai người dự định xong chưa? Tổ chức ngày nào? Ý, anh dân chỉ nói đùa, chứ làm gì có chuyện đó. Tại Quỳnh Châu ngượng ngùng, chứ tôi thì bảo đảm là chắc chắn. Dẫu chi cô em, anh thấy vậy là hay lắm. Rồi đây anh sẽ giúp vào một tay, có anh giúp vào thì thật là quá hay. Thôi, anh về nghe Quỳnh Châu. Tịnh Văn, về báo cho chị của em hay, đặng chị của em mừng. Nè, anh Văn, ai cho anh bài đặt ra chuyện này vậy? Em tưởng anh nói giỡn sao? Anh nói thiệt đó. Anh sẽ về nói với ba má cho chúng mình làm đám cưới gấp. Anh sốt ruột lắm đó. Làm gì mà sốt ruột? Sốt ruột chứ. Lỡ có một người đàn ông nào ái mộ em quá mức, bắt em thì sao? Anh phải đề phòng cho chắc ăn. Anh Tịnh Văn, anh mà nói nhảm lăng nhăng, em bỏ lại một mình cho biết mặt. Em sẽ đi về à, cho anh ở lại một mình. Anh muốn nói cho vui mà thôi, không lẽ em giận anh sao? Thôi lên đây, anh chờ về ngay. Em muốn giận về nhà mà cứ giận, anh rất sẵn sàng nghe theo lời nàng. Về Nha Trang chừng một tuần anh trở vô liền. Em nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Giữ gìn sức khỏe là anh đó. Em ở nhà chứ có đi đâu đâu mà anh lo. Còn anh á, chạy xe từ đây về Nha Trang là một việc rất điên khùng. Sao lại điên khùng? Anh đi như vậy quen rồi. Như vậy em phải lo chuẩn bị sẵn sàng phải không anh? Chớ gì nữa, nhất định kỳ này ba má anh sẽ vào đây để xây dựng hạnh phúc cho hai ta trọn đời vui vẻ. Nếu ngoại em bằng lòng anh rước vô luôn để cho ngoại vui với tụi mình. Ý khi không đi kia bằng ngoại rồi rước vô, anh không có biết mắc cỡ hay sao? Thì bây giờ anh dần dần cho quen miệng coi vậy, chứ một tháng đâu phải là lâu. Quay qua quay lại là thấy tới ngày rồi, không tính trước không kịp trở tay. Dạ anh đi cẩn thận đường dài, chúc anh lên đường gặp mai.
đi nghe cưng. Dạ, anh đi cẩn thận nghe. Quỳnh Châu. Anh đến đây để làm gì? Hình như là chúng ta không hề quen biết nhau kia mà. Thú thật, anh cũng không hiểu anh đến đây để làm gì nữa. Quỳnh Châu, phải, chúng ta không hề quen biết nhau, không nợ nần gì nhau. Nhưng tôi vẫn không quên những lời em nói, giọng hát của Quỳnh Châu ăn sâu trong tâm tưởng. Đầu tôi. Và bây giờ ông mới thấy được cái mặt xấu xí của tôi à. Khi sáng sớm hôm nay vừa thức giấc, tôi đi ngay đến nơi này. Tôi còn mê mãi bồn chồn như chưa tỉnh hẳn. Đã thúc giục lòng tôi. Giờ mới biết ra tôi chỉ muốn xin lỗi Quỳnh Châu một lời. Xin lỗi à? Hình như lần đầu tiên trên đời tự nhiên có người xin lỗi tôi là người xa lạ, chớ xấu xí trên đời làm gì có được người quen. Quỳnh Châu ơi, tâm hồn tôi dục đến đây để nói một lời. Xin Quỳnh Châu đừng xem tôi là người xa lạ được rồi. Còn vết thương đã in hằn lên tâm hồn tôi buổi trước, còn sự tổn thương về tình cảm mà ông đã dai, sao ông không trả được đôi lời. Ông thiếu nợ tình cảm mà ông trả nợ cuộc đời. Chuyện quen lạ đâu phải là chuyện chánh, mà chuyện tâm hồn mới là trọn gánh dương mang. Anh nghĩ rằng chúng ta còn chuyện để nói hay sao? Lời xin lỗi anh tưởng đem lại cho nhau sự tha thứ, nó không trả lại cho tôi những gì trước kia tôi giận dữ. Nó không đem lại cho tôi một nghĩa cử của lòng người. Quỳnh Châu, tôi rất hổ thẹn khi lời xin lỗi của tôi trước mặt Tịnh Văn, nên chờ khi Tịnh Văn đi khỏi tôi mới đến gặp Quỳnh Châu có một lời xin lỗi là: xin Quỳnh Châu không coi tôi như người xa lạ. Anh chê tôi xấu, vừa thấy mặt tôi là anh chạy trốn. Đời người con gái có tuổi buồn nào bằng kỹ nhan sắc mỹ xinh.
thật. Tâm hồn tôi không thua sức người ta, nhưng sắc đẹp thì hoàn còn tôi thua kém. Gần nửa cuộc đời tôi là người luôn luôn giấu mặt, không dám bước ra sợ người ta chê mình. Nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn anh, nhờ ánh mặt tôi biết được nhiều điều cay đắng. Tôi và Tình Chân là hai tâm hồn quen biết sẽ nối tiếp con đường vì nghệ thuật cầm ca. Cảm ơn Quỳnh Châu, cảm ơn Quỳnh Châu nhiều lắm. Thôi, tôi xin từ biệt Quỳnh Châu. Cảm ơn anh. Quỳnh Châu, con đốt những lá thơ đó là đúng. Ủa, má, má ra từ bao giờ vậy má? Từ lúc con mở tủ lấy chồng thơ, chúng đang đốt bỏ để trở về với cát bụi. Vì con đường trước mắt đang rộng mở, đừng để chúng cản bước chân con. Má nói vậy, con có hiểu không? Má, bây giờ thì con không còn hận, không còn buồn gì nữa má. Duy chỉ là một chiếc bóng nhạt nhòa. Đúng ra Duy cũng không phải là người có tội. Anh ấy ảo tưởng và hấp tấp quá, không như Tình Văn. Khi nãy thằng Duy nó nói gì vậy con? Dạ, anh đến xin lỗi con. Xin con đừng xem anh ta là người xa lạ. Có lẽ con cũng nên chấm dứt sự quan hệ với nó, vì con đã có người thật tình với con rồi. Dạ, anh Văn có nói với con tuần sau anh sẽ đưa ba ảnh vào đây. Má, không lẽ má lại chấp thuận cho con xa má sao má? Quỳnh Châu, chỉ có chuyện thơ đi thơ lại mà con đã đặt hết tình cảm vào hư vô ảo ảnh. Khi biết được con kém phần nhan sắc thì nó lại dẫn dắt con vào trong cảnh buồn đau. Kể từ đó má con mình phải chịu xa nhau, má phải đưa con về quê ngoài. Tưởng đời con sẽ mãi cô đơn, không còn ai thương hại. Nhưng nhờ Tình Văn nó hết lòng giúp đỡ an ủi, đời con sống lại tuổi xuân thời. Người ta thấy con xấu, người ta đi dễ chê cười. Nhưng ngày nay con có được nhiều người tán thưởng. Tuy con không đẹp nhưng có niềm vui sướng hân hoan. Một ước vọng không cần giàu sang nhưng được tiếng vang. Người nghệ sĩ lúc nào cũng được nhiều người yêu mến. Con trai mà hãy nhìn thấy gái đẹp là khoái vô bờ bến. Nhưng con nhớ cái nết nó đắng chết con người. Ngày trước con xấu mà con có tài, con nên hãnh diện. Miễn chồng con thương
chồng không biểu hiện sự nâng niu. Ngoài ra con còn được khán giả thương yêu, thì cái chuyện xấu đẹp đâu phải là điều quan tâm. Mơ, mơ. Con à, con gái thì phải theo chồng, còn chuyện xa cha mẹ là điều tất nhiên thôi con. Mơ, mơ ơi. Con, ba. Vậy ba, con có chuyện này muốn nói với ba nè. À, sẵn dịp anh Tịnh Văn cưới vợ ba, cái ba cho con có vàng luôn nghe ba. Trời trời, vậy cho nó đỡ tốn tiền nghe ba. Tao có xe cộ về đâu mà rồi có vàng mày. Không phải, ý con muốn nói là sẵn dịp ba làm đám cưới cho anh Tịnh Văn cưới chị Quỳnh Châu á, cái ba cho con cưới Diệu Thu luôn nghe ba. Vậy cho nó tiện đi ba, mà cũng đỡ cho ba khỏi mắc công đi ra đi vô cho cực lòng. Tao cũng vì cái chuyện dựng vợ ra chồng mà mày nói tao khỏi mắc công thao được đâu. Tự mày báo cáo sơ sơ tao nghe, chuẩn bị xong chưa mà đòi cứ gấp chị rủi ro. Bên đàn gái người ta không chịu cái đám cưới gì mà một lượt đến cả hai. Bây giờ trong thời buổi á, mình phải tiết kiệm, mình tổ chức như vậy con thấy cũng tiện. À, nếu ba muốn làm ba cái đám cưới sẵn dịp này con làm mai má vợ anh Văn cho ba. Mày mày đừng có nói tầm tham, ba mà nghe được sẽ mất lòng xui da. Ba ơi, tuy lớn tuổi nhưng bác ấy chưa có già, bác ấy rất hiền hậu giống như chị Quỳnh Châu. Thằng này, tụi mày năn nỉ tao vô đây rồi tụi mày muốn gả chỗ nào cũng được hay sao? Để tao kêu ông Văn nó đưa tao ra bến xe, tao về ngoài liền bây giờ này. Ba, ba, ba đừng có giận con mà. Chút giận ba nghe, chút giận ba nghe ba. Thiệt, tụi bay hết nói rồi. Rồi bây giờ tụi bay làm sao đây? Dạ, bây giờ thì mình lại nhà đàn gái hả ba? Để ba nói chuyện. Ủa, nhưng mà mình đi nơi nào trước vậy ba? Thằng này nó lạ không? Chuyện của thằng Văn trước là phải để cho nó trước, chứ bây giờ không lẽ rồi mày trước đâu có được mày. Ờ, phải rồi ha. Cũng vậy mà mình phải chờ ảnh nữa sao ba? Chứ sao, thằng này đi sau mà muốn về trước đâu được mày. Dạ, con nghe lời ba, con nghe lời ba mà. Trời, sao đám cưới này lại có Duy nữa? Em nói Duy nào? Anh nhìn kìa, có phải anh ta tên Duy không anh? Đúng rồi, đó là Duy, anh trai của Diệu Thu đó em. Trời ơi, em không thể nào ngờ được. Quỳnh Châu, em hãy nói thật cho anh biết, đối với em bây giờ Duy thế nào? Không còn quan trọng với em chứ gì? Tình Văn, sao anh lại hỏi em như vậy? Anh không hiểu rõ lòng em sao? Anh hiểu, nhưng anh cần lời nói xác định của em. Em với Duy đâu còn gì anh ơi. Em chứng minh cho lòng anh thấy em, từ khi hiểu nhau qua tâm tình, khi đôi mình đã cùng âu yếm. Rồi từ từ anh ta em đốt ngay cho anh cả. Đừng hiểu lầm lòng em,
đến gặp liền, để mà sẵn sàng giải quyết. Anh đừng gì trong tâm mặc cảm xa xăm, anh hãy yên lòng kể dừng tương lai hết chuyện đắng cay rồi sẽ vui ngày mai. Trong lúc này tim nóng mình đang trách hờn vui sướng gì, ghen tức với em khi em thề yêu anh. Với Duy bây giờ hiện là anh Diệu Thu, mà Diệu Thu với Hoàng đã thành là nợ duyên là em dâu của anh. Vậy mới hiểu thế nào điều khinh miệt, cho dù lực kiệt mình cũng phải vượt qua bão táp phong ba để cho chúng ta đến tận cùng hạnh phúc, rồi bước đến tương lai sẽ có ngày mai hai ta sáng làng quyên quang. Một cô bé mặt mày xấu xí nay trở thành một cô ca sĩ có tuổi tên. Nếu không có anh làm sao em hát lên và tài hình đổi dạng cũng do anh giúp đỡ. Vì vậy em yêu anh không có gì là bỡ ngỡ, và đặt hết niềm tin nên em giao anh hết cả cuộc đời. Là nhạc sĩ em là ca sĩ chung sức chung lòng, mình bền bỉ dài lâu mình cùng nhau đi chung một nhịp cầu, dù ai có xe lẻ thì thương sầu hóa dương mang. Duy ừ? Cậu hứa sẽ không làm gì xúc phạm đến danh dự của em tôi chứ? Không, tôi không xúc phạm gì đến Quỳnh Châu, và cũng không ân hận điều gì cả. Quỳnh Châu xứng đáng được hưởng hạnh phúc như thế. Tại tôi lầm lẫn nên tôi không hối tiếc điều gì cả. Vậy cậu đã đốt tất cả những lá thơ và xóa cuộn băng ấy chưa? Theo tôi nghĩ cậu để lại cũng không làm gì. Anh Nhân, tại sao tôi lại phải xóa? Đối với những thứ ấy là kỷ niệm đời tôi, không lẽ anh cũng muốn tôi cô đơn? Tôi tin rằng cậu suy nghĩ thật sâu để cô ấy được hạnh phúc bền lâu. Còn riêng tôi vẫn xem cậu là bạn thở nào. Tôi hơi buồn chứ có ý nghĩ gì đâu. Được, vậy là tốt. Thôi, mình vô đi. Mời cậu. Xin chào anh. Chào Quỳnh Châu. Chào anh. Quỳnh Châu, tôi xin chúc mừng Quỳnh Châu trong ngày vui. Mong rằng Quỳnh Châu và anh Văn được nhiều hạnh phúc. Anh Duy, cảm ơn những lời chúc của anh. Còn Ngọc Quỳnh đâu? Cô ấy không đi cùng với anh à? Không anh à, cô ấy đã bước qua một nẻo đường khác rồi. Bây giờ chỉ còn một mình tôi đứng lại ở ngã ba đường. Tôi mong rằng anh sớm gặp được một người bạn đồng hành. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh Tịnh Văn. Tôi xin lỗi anh. Xin lỗi Quỳnh Châu. Nếu có thể,
sau lễ thành hôn này cho tôi nghe một bài hát của Quỳnh Châu trước khi tôi đi xa. Anh đi xa? Anh đi xa? Vâng. Có lẽ xa lắm. Sao? Thế nào? Hai bạn đồng ý chứ? Em hát tặng anh Duy một bài đi. Anh sẽ thổi sáo. Dạ. Đêm đêm phòng trà dân tiễn hát cho người đời, bỏ tiền mũ vui hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không? Đừng nói nữa em ơi, xin đừng nói nữa làm gì. Anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đang thương và đang được yêu. Khi chót mang duyên kiếp cầm ca, em xin bằng lòng nghe tiếng trách chê cuộc đời. Chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi, còn tiễn em nữa không? Đời vẫn thế em ơi, xin đừng nói đến tình đời. Em nhớ rằng đời là gian dối nhưng đôi ta mãi. Tình yêu như là hương hoa, lỡ mai sau em mất người yêu, em khổ thật nhiều. Ngày mai trên đường phố này, những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ, xa lìa ánh đèn, có anh đưa em về bên nhau.